Thưa giám đốc. Sao vậy? Anh thấy hồ sơ của tôi có vấn đề gì không ạ? Cũng được. Vậy là tôi trúng tuyển rồi đúng không ạ? Cái này thì anh phải cân nhắc đã. Anh chưa thể trả lời ngay được. Vì ngoài kia còn nhiều người đang ứng tuyển đó. Thế khoảng bao lâu thì tôi sẽ nhận được câu trả lời ạ? Hay là thế này nhé. Tối nay anh sẽ mời em đi ăn. Sau đó chúng ta sẽ bàn cụ thể hơn. Có được không? Không cần thiết đâu ạ. Chúng ta có thể trao đổi ở đây cũng được mà. Em không hiểu ý anh thật à? Dạ, có gì anh cứ nói cụ thể đi ạ. Giám đốc, anh làm cái gì vậy? Như vậy mà em vẫn chưa hiểu vấn đề à? Tôi... Vậy tối nay anh đón em nhé. Tôi xin lỗi, tối nay tôi bận rồi, mong anh thông cảm. Vậy là em không cần chức vụ thư ký này rồi. Thực sự tôi rất cần một công việc, nhưng tôi muốn dựa vào năng lực của bản thân, chứ không phải đi bằng một con đường tắt nào khác. Cái anh cần không phải năng lực. Em có thể lựa chọn mà. Tại sao phải vất vả làm cái gì? Đó là suy nghĩ của anh, còn tôi thì không. Xin lỗi vì đã làm phiền. Bao giờ suy nghĩ kỹ thì cứ gọi cho anh nhá. Em nghe nói công ty của anh đang tuyển thư ký à? Thế anh đã tìm được chưa? Cũng đang tìm, nhưng chưa được người ưng ý. Nếu như anh muốn, em có thể về làm với anh. Anh cảm ơn em. Thế nhưng mà công ty anh nhỏ, em mà qua đấy làm thì lại lãng phí tài năng của em. Chúng ta là người yêu của nhau mà, anh cần gì phải tính toán như vậy? Chính vì em là người yêu của anh nên em mới không nên về. Em ở lại tập đoàn ABA sẽ giúp được anh nhiều hơn đấy. Anh nghe nói tập đoàn ABA sắp mở thầu dự án lớn đấy. Em tranh thủ giúp anh. Anh rất muốn có gói thầu này. Em nghĩ là khó đấy. Chủ tịch bên em rất coi trọng dự án này. Em sợ công ty của anh không đảm bảo được yêu cầu đâu. Chính vì thế anh mới cần đến sự giúp đỡ của em. Có đúng không? Thôi được rồi, để em cố gắng xem thế nào. Anh trông cậy cả vào em đấy. Nghĩa bây giờ muốn tìm được một việc tử tế thì đều phải đi cửa sau hết à? Tôi xin lỗi, tôi không để ý. Dạ, không sao, anh cứ tự nhiên. Mà sao anh lại đi chạy thể dục vào giờ này? À, tại tôi bận quá nên mới phải tập vào thời gian này. Nhưng mà theo tôi thấy, tập thể dục vào thời gian này thì lại không phù hợp cho lắm. Với tôi, được vận động là tốt rồi. Tôi đâu có thời gian để mà kén chọn chứ. Anh bận đến thế à? Chả bù cho tôi, nhàn rỗi cả ngày. Mà hình như cô đang đi xin việc à? Dạ vâng, tôi đi xin mãi, chỗ ưng thì không được nhận, còn chỗ không ưng thì... Xã hội này là như vậy mà, đâu phải lúc nào cũng được như ý chứ. Cô cố gắng lên nhé. Mà thôi, tôi bận việc rồi, chào cô. Vâng, chào anh.
Mời vào. Chủ tịch ạ. Cô Vân đây à, có chuyện gì vậy? Dạ thưa chủ tịch, dự án sắp tới đã chuẩn bị xong rồi, anh có ý kiến gì không ạ? Đối tác lần này của chúng ta là công ty nào? Dạ thưa anh, phòng kế hoạch đề xuất công ty PJ ạ. Là phòng kế hoạch đề xuất hay là cô? Hình như là anh hiểu nhầm rồi ạ. Đó chỉ là ý kiến của em thôi, còn quyết định vẫn là ở phòng kế hoạch và anh ạ. Thôi được rồi, chuyện này tôi sẽ cân nhắc rồi báo lại cô sau. Sao thế? Vẫn còn chuyện gì à? À không ạ, em xin phép về làm việc. Sao lại là anh? Anh ngồi đây được chứ? Xin lỗi, phiền anh ta chỗ khác giúp tôi. Dù gì em cũng đang ngồi một mình mà, cho anh ngồi tạm ở đây nhé. Rốt cuộc là anh muốn gì? Anh chỉ muốn nói chuyện với em thôi, không được à? Sao? Em vẫn chưa tìm được việc làm đúng không? Chuyện này liên quan gì đến anh? Sao lại không liên quan? Chiếc ghế thư ký của anh vẫn đợi em vào ngồi đấy. Cảm ơn anh đã ưu ái, thế nhưng anh quên ngay cái suy nghĩ ấy đi. Anh cho em một lời khuyên nhé, nếu như em không vào làm ở công ty anh thì không công ty nào nhận em đâu. Anh nói vậy là sao? Không lẽ anh định giở trò sau lưng tôi à? Công ty anh chẳng có gì lớn, tôi không tin là anh có thể thao túng được tất cả. Vậy là em chưa biết rồi, người yêu của anh đang là thư ký cho chủ tịch tập đoàn ABA. Em thử nói xem, anh có khả năng đó không? Anh có người yêu rồi mà vẫn còn giở trò với tôi. Anh đúng là đồ sở khanh. Này, cô em ăn nói cho cẩn thận, đừng thấy thằng này để ý mà lên mặt. Loại người như anh tôi cần gì phải cẩn thận. Cách tốt nhất ý là anh đi chỗ khác đi. Cô, có chuyện gì mà ồn ào thế? Em đến rồi à? Cô ta là ai đấy? Chẳng qua là một người lạ mặt, muốn làm quen thôi, em quan tâm làm gì? Này, chị là loại người gì đấy? Chưa biết rõ sự thật thì đừng vội phán xét người khác. Mày có quyền lên mặt với tao á? Hai người đi chỗ khác đi, nếu không tôi gọi chủ quán đấy. Còn danh này, mày! Thôi em, bỏ qua đi, chúng ta vào kia ngồi. Nhưng mà nó định bắt nạt em. Thôi, dù gì em cũng là thư ký của chủ tịch tập đoàn lớn, để mắt đến con bé này làm gì, cho mất hình tượng ra. Nghe anh, em vào kia đi, khi nào có cơ hội anh sẽ chút giận thay em. Em cũng được đấy, nhưng mà ấy, không thoát khỏi tay anh đâu. Không hiểu hôm nay là ngày gì nữa. Chủ tịch ạ. Sao cô lại ở đây? Dạ, em đến để trao đổi với chủ tịch một số việc ạ. Hôm nay là chủ nhật mà, cô chăm chỉ thật đấy. Trách nhiệm của em thôi ạ. Được rồi, thế có chuyện gì cô nói đi. Vẫn là chuyện dự án sắp tới đấy ạ. Chủ tịch đã quyết định xong chưa ạ? Cô làm thư ký cho tôi cũng được gần 5 năm rồi, phải không? Dạ, vâng. Sao tự nhiên chủ tịch lại hỏi thế ạ? Thật ra tất cả mọi người trong công ty đều nghĩ tôi là con người chỉ biết đến công việc. Lẽ nào lại không phải vậy ạ? Không hoàn toàn. Bởi vì ngoài công việc ra, tôi còn quan tâm rất nhiều chuyện khác. Ví dụ như chồng sắp cưới của cô là giám đốc công ty BJ chẳng hạn. Chủ tịch,
em không như những gì người ta nói đâu ạ. Không sao, chuyện dựng vợ gả chồng là điều hiển nhiên thôi, cô không cần phải ngại. Nhưng mà đừng để nó ảnh hưởng đến công việc là được. Dạ, em hiểu rồi ạ. Thật ra công ty BJ chưa đủ tiêu chuẩn để nhận dự án lần này. Nhưng nghĩ đến công hiến của cô nên tôi sẽ cho họ một cơ hội. Cô sắp xếp đi, tôi sẽ trực tiếp làm việc với họ. Chủ tịch nói thật ạ? Tôi sẽ giúp đỡ cho công ty của bạn trai cô bằng việc hỗ trợ thêm cho họ về mặt kỹ thuật. Nhưng chỉ một lần thôi đấy. Mong rằng cậu ta sẽ nắm bắt tốt cơ hội để phát triển. Dạ vâng, em cảm ơn chủ tịch rất nhiều ạ. Tôi hy vọng rằng cậu ta sẽ nắm bắt tốt cơ hội để phát triển. Dạ, em cảm ơn chủ tịch ạ. Được rồi, cứ thế mà làm nhé. Dạ vâng, em chào anh ạ. Em nói thật à? Lần này chủ tịch sẽ đích thân đến đây ký hợp đồng, cứ trao đổi thêm với anh. Anh ấy nói là muốn giúp đỡ anh nhiều hơn đấy. Cảm ơn em nhiều nhá. Người yêu của anh đúng là số 1. Anh không được phụ công em đâu đấy. Mà có chuyện thư ký của anh đã tìm được chưa? À, anh cũng tìm được ứng viên phù hợp rồi. Thế nhưng mà họ vẫn chưa đồng ý. Sao giờ lắm kẻ chảnh chọe thế nhở? Nhưng mà anh yên tâm đi, khi anh ký được hợp đồng với ABA, nếu mà anh làm tốt ấy, anh sẽ là đối tác chiến lược của tập đoàn ABA. Đến lúc đó nhá, đứa xin việc kia kiểu gì cũng hối hận. Tất cả trông cậy vào em đấy nhá. Mà sao chủ tịch của em lâu đến thế nhỉ? Có khi nào giữa chừng anh ta đổi ý không? Anh yên tâm đi, chủ tịch của em không phải loại người đó đâu. Mà anh ngồi đây chờ em một chút, em đi vệ sinh. Hey, chào em. Sao ở đâu tôi gặp anh thế? Anh theo dõi tôi à? Sao vậy? Lại bị từ chối à? Đúng đấy. Thì sao? Tôi sắp chết đói đến nơi rồi đấy. Vừa lòng anh chưa? Em cứ bình tĩnh. Người như em không nên chết đói. Phí lắm. Anh sẽ nuôi em. Em thấy sao? Tôi cảm ơn, nhưng tôi không dám nhận cái diễm phúc ấy đâu. Cô em cũng sĩ diện quá nhỉ. Nhìn lại mình xem, lo cho bản thân còn chưa xong, bây giờ có người lo cho, đã đi chảnh chó à? Tôi không phải hạng người như anh nghĩ đâu. Tốt nhất anh đừng có làm phiền tôi nữa. Con gà, mày ở đây làm gì? Định gây chuyện à? Cả cô cũng ở đây à? Hai người đúng là trời sinh một cặp. Gặp người khác không nói được câu nào tử tế cả. Cái ngữ như mày mà đòi tao tử tế á, đúng là không biết trời cao đất dày là gì. Hôm nay tao sẽ tính cả nợ cũ và nợ mới với mày. Thì làm cái gì vậy? Đóng bỏ tôi ra. Dừng lại. Cô không sao chứ? Là anh sao? Chủ tịch. Chủ tịch Cường, mời anh ngồi. Của cô này. Cảm ơn anh. Cô nhìn lại mình xem. Cô đường đường là một thư ký của một tập đoàn lớn mà lại đánh nhau với người khác như dân chọi búa vậy. Cô đang nghĩ gì thế? Dạ, em... Còn cậu, nếu tôi không nhầm, cậu là giám đốc công ty BJ và cũng là người yêu của Vân, phải không? Chủ tịch Cường, khiến anh phải chê cười rồi. Xin lỗi anh nhé. Chủ tịch, là cô ta cố tình gây chuyện với tôi, mong anh đừng hiểu nhầm ạ. Cô nói cho cẩn thận. Rõ ràng hai người vô cớ gây sự, giờ lại muốn đổ thừa à? Tôi đến cũng được một lúc rồi và chứng kiến gần hết chuyện ở đây. Nhưng có một vài chỗ tôi chưa hiểu. Cô có thể kể cho tôi nghe không? Chủ tịch, anh đừng nghe cô ta nói bậy ạ. Cô kể cho tôi nghe đi. Dạ.
sự việc là như thế này ạ. Thì ra anh dở trò lén lút sau lưng tôi, vậy mà còn lừa dối lợi dụng tôi. Sao anh khốn nạn thế? Vân, chuyện không phải như vậy đâu. Em bình tĩnh, nghe anh nói đã. Tránh ra, tôi không muốn nghe anh nói gì hết. Chủ tịch Cường, anh đừng nghe cô ta nói bậy. Cô ta căm ghét tôi vì tôi không tuyển dụng cô ta nên mới đặt điều cho tôi đấy ạ. Tất cả những gì tôi nói là sự thật. Nếu anh không tin thì tùy anh ạ. Cô làm thư ký cho tôi ngần ấy năm, vậy mà sau lưng tôi cô lại làm những chuyện như thế này. Cô làm tôi thất vọng về cô quá. Chủ tịch, em biết là em sai rồi, mong anh bỏ qua. Còn cậu, đường đường là giám đốc công ty mà đạo đức kém, lợi dụng chức quyền của mình để làm trò đồi bại. Cậu nghĩ xem, cậu có xứng đáng để tôi giúp không? Chủ tịch Cường, tôi thật sự biết sai rồi ạ. Vâng, cô về làm bản tường trình rồi tự kiểm điểm cho tôi. Dạ vâng, em xin phép ạ. Chủ tịch Cường, mong anh cho tôi một cơ hội để chuộc lỗi được không ạ? Cậu còn trẻ, cơ hội chuộc lỗi còn nhiều lắm. Nhưng đó là câu chuyện với người khác, còn với tôi, cậu hết cơ hội rồi. Chủ tịch. Cậu về đi. Cô sao thế? À, tôi không sao. Chẳng qua là hôm nay có nhiều chuyện bất ngờ quá. Vậy tôi sẽ tặng thêm cho cô một bất ngờ nữa. Ngày mai cô đến tập đoàn của tôi nộp hồ sơ nhé. Anh nói thật à? Cô xứng đáng có được cơ hội này. Cố gắng nắm bắt thật tốt nhé. Dạ vâng, tôi sẽ cố gắng hết sức ạ. Cảm ơn anh.